Xin chào, anh em, xin chào anh em. Lenovo Z6 Snapdragon 730. Mình có cài thử game và mình chơi. Hôm nay mình sẽ làm một clip đánh giá về cái mức độ chơi game của chiếc điện thoại này cho anh em nhá. Giá chiếc Lenovo Z6 này thì có Xiaomi K20 này, Redmi K20 này và một số dòng của những hãng khác ấy, nhưng mà bản thân mình thấy thì chiếc Lenovo Z6 này có thiết kế đẹp nhất. Trông nó thiết kế thì cũng giống như sản phẩm khác thôi, nhưng mà bản thân mình cầm trên tay và sử dụng thì mình cảm thấy nó đẹp, rất là đẹp và rất là nhiều tính năng, mình cũng cảm thấy rất là ưng sản phẩm này. Pin tốt rồi, màn hình rất đẹp, màn hình cực kỳ đẹp luôn. Màn hình này thì so với màn hình của K20 thì mình cảm thấy đẹp hơn K20 một chút. Đó, đó là về thiết kế của chiếc máy này thì không có gì để nói. Cái video chính ngày hôm nay thì mình để test game với nó. Thì máy này có một cái nhược điểm để chơi game, khi mà mình chơi game anh em nhé. Thì mình nói nhược điểm trước, nhược điểm của sản phẩm này chơi game thì hơi nóng. Thực sự là hơi nóng, và nếu mà anh em không dùng ốp thì cầm trên tay như tay to của mình thì mình không thích. Mình thích nó dày dày một chút. Thì không sao, khi nhà sản xuất người ta tặng theo một ốp bao cao su này, thì khi đeo bao cao su vào ấy thì anh em cảm thấy chắc chắn và yên tâm hơn, đúng không? Bao cao su luôn luôn có tác dụng như vậy. Thì đeo vào thì mình chơi game sướng hơn. Thì bây giờ mình thử chơi game luôn với sản phẩm này xem thế nào anh em nhé. Mình có download rất là nhiều game ở đây, một số game offline và cái game online anh em hay chơi ấy. Thì tất nhiên rồi, mình vẫn là hay chơi game PUBG này, nhưng mà game PUBG thì mình sẽ để chơi sau đi. Mình để xem đa nhiệm của chiếc máy này nó là như nào. Thì mình cũng nói sơ qua về cấu hình chiếc máy này nhá. Chiếc máy này sở hữu chip Snapdragon 730, anh em đã từng nói rồi đấy. Và sở hữu RAM là 6GB. À, thế thành ra là cấu hình của nó đa nhiệm thì rất là chắc chắn là sao rất là tốt rồi. Ngày trước mình có thử nghiệm trên chiếc Xiaomi Mi 8 SE sở hữu chip Snapdragon 710 chơi game rất là tốt rồi. Đây là chiếc Snapdragon 730 thì còn tốt nữa cơ. Bây giờ mình sẽ vào chơi một cái game là cái game Alpha 8 nhá. Mình vào trước đấy. Đấy, tốc độ load game của nó tương đối nhanh anh em ạ. Đấy, nó vào luôn rồi. Đó. Đó, anh em chờ chút, nó load rất là nhanh bởi vì game này mình chưa cài đặt ban đầu luôn. Thế nên là anh em chờ mình cài đặt ban đầu và mình đua thử nhá, để xem cái độ lắc của nó xem là nó có tuyệt vời hay không. Chắc chắn một điều là game này nó hỗ trợ máy có cấu hình RAM là 2GB trở lên cơ. 1GB nhiều khi cũng chơi được đấy, nếu để setting thấp là 2GB, con này là 6GB rồi anh em chơi thoải mái luôn. Nhưng mình muốn vào game này đầu tiên để làm gì, bởi khi mình chơi đa nhiệm ở cái game này ấy, một chút sau mình chạy sang cái game mà anh em hay chơi nhất là game PUBG ấy, để xem nó có bị lag hay không. Đấy, trên Mi 8 SE là người ta làm rất tốt rồi. Và trên chiếc máy này xem nó sẽ như thế nào nhá. Đấy, bây giờ mình cứ vào mình đua một trận trước đi xem thế nào. Đấy, để mình bật thử to nhất cái loa lên xem âm thanh của nó như nào. Âm thanh rất to anh em ạ. Đấy, thì nó chỉ phát ở một bên này thôi. Trên này nó không phát, bên nó chỉ phát ở một loa thôi anh em nhá. Đó. Đó. Màn hình của chiếc Lenovo Z6 này thực sự rất là đẹp luôn, mình phải cảm nhận là rất là đẹp luôn. Đó. Đó, mình đang drip này anh em nhìn này. Đó, lắc rất sướng luôn. Đó anh em nhìn này, không phải nói rồi, cái nối tay cầm vào chơi thì tuyệt vời luôn. Đây, anh em, cái này nó không có chỉnh cấu hình bao giờ, cấu hình nó để cao nhất nha. Anh em cùng xem nha, để mình lấy nét lại cho anh em xem rõ nha. Để xem cái mức độ màn hình của nó đẹp như thế nào. Đó, anh em nhìn không? Đây, cực kỳ đẹp luôn, nhìn góc nghiêng này. Đó, anh em nhìn góc nghiêng nha. Đó, màn hình rất đẹp. Cái thú vị nhất của chiếc máy này đó là cái viền, anh em nhìn này. Anh em nhìn cái viền nhá, cái viền bên ngoài nó nhìn. Nó gần như là rất là sát luôn. Đó, thế thành ra là khi mình nhìn cái viền, cái màn hình của nó trông nó cực kỳ là cao cấp luôn. Như là mình cầm trên một cái, cảm tưởng như mình cầm trên một cái, chỉ là cái màn hình không ấy. Bởi vì cái tràn viền của nó rất là cao cấp luôn. Đó.
Đây mình sẽ đua xe rất sướng luôn anh em ạ. Chơi game là khỏi phải nghĩ rồi, chip 730 chơi game rất là tốt. Nhưng mà mình chơi mình thấy có vấn đề là chỉ có vấn đề ngay đầu mình nói là nhược điểm là chơi nó hơi nóng. Hơi nóng lưng như lắp ốp, lắp bao cao su bảo vệ vào thì nó cũng không có vấn đề gì cả anh em ạ. Nó cảm thấy là nóng nó cũng bình thường thôi. Bởi vì là bản thân chiếc máy này cũng tương đối mỏng anh em ạ. Nó mỏng thành ra là anh em mình chơi game và nó tỏa nhiệt ra thế nóng rất nhanh. Nó rất nhanh khi ở mặt lưng này anh em mình cảm thấy nóng rất nhanh. Đó. Và đặc biệt một điều ấy là cái màn hình anh em thấy rất đẹp đúng không? Bây giờ mình sẽ thoát ra nhiệm ra nha, mình chơi một game tiếp theo này. Đó, màn hình cực kỳ đẹp luôn. Độ sáng hiện tại bây giờ mình để mức độ bình trung bình ấy. Đấy, còn để max sáng đây anh em nhìn rất là đẹp luôn. Màn hình của nó chơi game thực sự là tuyệt vời luôn, mà nó không bị chói, nó không bị mỏi mắt, mà nó rất là dịu. Nó cực kỳ dịu luôn ấy, mình chơi cả buổi nó không bị mỏi mắt luôn. Và máy này mình chơi game liên tục cả ngày hôm nay mà pin rất bền. Pin thực sự rất tốt luôn. Đó, mình vừa chơi game Alpha 8 đúng không? Bây giờ mình sẽ vào game Nova, game bắn súng này. Bắn súng ở góc nhìn thứ nhất anh em nhá. Game toàn bộ là game của game load là rất, tất cả những game này đều rất nặng, rất nhiều tài nguyên luôn, toàn vài ghi một đấy. Đó. Đeo tai nghe để cảm nhận được sự tinh tế nhất. Tạm dịch là như vậy. Đó. Mình cùng xem lại cái màu xanh này nhá. Màu xanh rất đẹp. Thực sự là máy này mình cảm thấy rất đẹp, mình rất là ưng cái kiểu giá của nó luôn. Trong tầm giá thì thực sự mình cảm thấy đẹp nhất luôn. Nếu mà nói về K20 thì là nó là một thiết kế kiểu khác, nó dày dặn hơn và nó trông không thanh mảnh bằng. Mình không thích K20 một chút nào cả, mình thích K20 hơn ở chiếc máy này là về cái màn hình thôi. Chứ còn nếu mà về thiết kế bên ngoài thì mình thích chiếc máy này hơn. Camera này, anh em nhìn cái đèn flash này, đèn flash nó làm rất là hay luôn này. Đấy, cái này mình chờ game loát thì mình nói mông lung thôi. Chứ còn chính là anh em mình vẫn đang chơi game đúng không? Chứ còn về kiểu dáng thì không nói làm gì nhiều. Đây, mình chơi một game bắn súng nhá. Đấy, cầm trên, nếu mà anh em không dùng ốp, anh em nào tay bé thì mình nghĩ chắc là các bạn học sinh thì chắc là cầm chắc là thoải mái, chứ tay mình to mình cảm thấy hơi khó chịu. Đây, chỉ có đeo bao vào thì mình mới cảm thấy thoải mái thôi, cảm thấy an toàn hơn, không quá là mỏng manh, không quá là sợ mong manh dây vỡ anh em ạ. Đó, nó một cái game này cũng tương đối nặng này. Cái màn hình nó đẹp mà anh em cảm giác như là nó nằm sát lên trên cái mặt này. Nó giống như anh em nhìn vào một bức ảnh ấy, nó không có độ chiều, không có độ sâu và nó nổi hết lên. Thế là màn hình anh em cảm thấy sướng lắm. Chơi game tuyệt vời luôn đấy. Cấu hình ở chip Snapdragon 730 thì nó tương đối là tốt rồi, 710 còn chơi khỏe mà. Anh em cứ tưởng tượng anh em có một cái máy tính kênh anh chơi game được ạ. Anh em không cần thiết phải ví dụ chip 855 hay chip 845 nó giống như chip i7 ấy. Còn cái chip 710 này là giống i5, i5 nhiều khi anh em chơi thoải mái, là quan trọng là cái chip đồ họa thôi. Đó. Đấy, anh em nhìn cái màu sắc này. Rất đẹp đúng không anh em? Màn hình cực kỳ đẹp luôn. Và chơi game tất nhiên là rất là mượt. Thích nhất là cái màn hình tràn viền. Cái màn hình full viền này rất là đẹp. Cảm giác như là thoải mái góc nhìn luôn. Cảm giác như là anh em nhìn vào cái màn hình giống như anh em nhìn vào một cái màn hình máy tính để chơi game, cái màn hình cong ấy. Nó đầy như vậy luôn. So sánh đấy cho nó dễ hình dung thôi, chứ thực ra nó không thể bằng cái màn hình cong của máy tính được đúng không anh em? Đấy, chơi tất cả các game nó rất là mượt luôn, mà mình vẫn đang chạy cái game Alpha 8 nhá. Ra nhiệm chạy cả đống luôn. RAM 6GB cơ mà. Ồ, nhặt được con 6 nòng rồi đấy. Anh em nhìn thấy không, cái màn hình khi cái màn hình cao cấp ấy thì những cái ánh điện nó chiếu vào nó không bị chói. Đó, đấy là cái tác dụng của cái màn hình những cái dòng cao cấp như thế này. Anh em ra nắng hay là ngồi trời nắng anh em chơi cũng chơi được luôn. Nó không bị chói của ánh nắng. Khi mà ánh sáng đèn ngày hôm nay mình quay vào đêm, ánh sáng đèn nó chiếu rất nhiều xuống nhưng mà anh em vẫn nhìn hình ảnh thoải mái luôn. Khi cái điện thoại của mình là camera bình thường thôi, nó quay phim mà anh em vẫn nhìn nó rất là màn hình rất là sắc nét luôn đúng không? Thì chiếc Lenovo này mình đánh giá rất cao về màn hình. Nếu mà trong tầm giá ở khoảng hơn 6 triệu ấy, thì nó là đỉnh nhất, màn hình đẹp nhất luôn.
mình không nói ngoa đâu, chiếc Xiaomi Redmi K20 màn hình chỉ ở mức thua chiếc này một chút, chứ không thể bằng màn hình của chiếc này được. Đấy là đánh giá thực tế của mình nhìn ý, chứ còn không phải anh em nhìn thông số đấy nhá. Nhìn thông số thì cũng tùy thôi, bởi vì là bản thân mình cũng cũng thuộc dạng trải nghiệm nghiệp dư thôi, mình không phải chuyên nghiệp. Thế là mình nhìn thì mình cảm thấy nó đẹp. Thực sự là mắt mình nhìn thì mình cảm thấy nó đẹp hơn K20. Đây là chiếc K20 Pro anh em này. Đây là chiếc K20 Pro nhá. Đó. Đấy. Thế anh em có thể nhìn thấy cái màu sắc của chiếc Lenovo. Nó nhẹ nhàng, nó dịu dàng hơn. Và nó rất là thật. Đây là chiếc K20 Pro này. Đấy. Còn K20 thì mình không nói, chắc là giống nhau thôi. Đấy. Đấy, bây giờ là mình sẽ chơi một game khác đi. Mình bật tiếp một game nữa nha, một cái game mà có cái đồ họa ở mức chế độ trung bình thôi. Đó là cái game Million Run này. Dạng game này thì nhẹ nhàng thôi. Đấy, mình cứ bật thật nhiều luôn, xong tí mình sẽ chơi PUBG. Đấy, test quan trọng nhất là anh em mua điện thoại, thường anh em hay chơi game online thôi. Chứ game online anh em chơi mấy đâu, đúng không? Nhưng mà mình chơi để cho anh em biết là cái sức mạnh của cái RAM và sức mạnh của cái chip 730 ở mức độ nào thôi. Thực sự mà nói thì trên 710 ở chiếc Mi 8SE mình chơi đã thấy đã, quá là đã rồi. Nhưng mà Mi 8SE bây giờ hiện tại chỉ có giá là dưới 5 triệu thôi. Còn chiếc này là giá trên 6 triệu, thì trên 6 triệu chắc chắn là phải tốt hơn chứ, đúng không? Mình thấy ấn tượng nhất là cục pin của chiếc máy này. Máy này nó làm rất là mỏng manh, nhỏ gọn và có cục pin tương đương lớn. Và mình thực sự cảm thấy rất là bền luôn. Đó. Rồi. Cái này là đồ họa bình thường thôi. Đây là cái mức độ chưa dọc anh em nhé. Đấy, tất nhiên là không có một chút nào gọi là đơ lác hay giật gì cả, chơi rất là ngon. Đó, rất là nhiều chuối, anh em ăn chuối thoải mái luôn. Này. Anh em nhìn nhé, mình lấy nhét lại đó. Đó, anh em nhìn này. Nhìn chi tiết nhá. Đây rất đẹp luôn, đúng không? Đó. Ôi, thôi game này chơi chán lắm, chơi cũng chả biết chơi kiểu gì luôn. Thôi thoát ra chơi một cái game khác đi. Một cái game game này đã từng chơi trên máy tính này, vào thử xem nào. Âm thanh rất lớn luôn, anh âm thanh rất hay luôn. Đó, anh em nhìn này. Game này là game của máy tính. Đó. Anh em nhìn nhá, nhìn đồ họa. Màn hình rất đẹp, âm thanh rất sống động. Đó, ok. Chơi. Anh em nhìn game này chắc em biết là game này xưa chơi trên máy tính nhiều lắm. Mà đồ họa của trong điện thoại này nó còn đồ họa của điện thoại này nó còn đẹp hơn cả máy tính luôn, đúng không? Khi mà đeo bao vào ấy thì có một cái lợi thế, anh em cầm, anh em nhìn cái loa nhé. Anh em nhìn cái loa, nhược điểm của những cái chiếc máy này anh em cầm trên tay để chơi game đúng không? Thì anh em hay để tay như này này. Nếu anh em không đeo bao ấy thì nó sẽ che mất cái loa, thì nó sẽ làm bé hơn một chút. Nhưng mà khi đeo bao và anh em để tay này che mất thì cái loa nó vẫn thoát được âm thanh đây, thành ra nó vẫn cứ to. Đây mình tháo thử cho anh em xem nhé. Bởi vì cái loa âm thanh nó sống động này. Đấy, nếu anh em để tay này. Đấy. Anh em thấy không? Nó sẽ bé loa một tí. Đó. Đấy, nhưng mà đeo bao vào thì an toàn. Tất nhiên là làm cái gì đeo bao cũng rất là an toàn, đúng không? Ok, ok, mình sẽ vào mình chơi thử. Đấy, game này thì khỏi phải nghĩ rồi. Đó, mình chạy tương đối nhiều game nhá, mình bật lên cho anh em xem này. Đấy, đó, ăn PUBG mình còn đang chạy rồi cơ, nhưng mình kệ đi. Đó, mình sẽ bật với cái gì nữa nhỉ? Thôi, bây giờ mình sẽ vào luôn PUBG nhá, để đánh giá xem nó như thế nào nhá.
và luôn PUPG đó, rất ưng màn hình. Máy này thì hiện tại đang có cái nhược điểm là hiện tại chưa chạy tiếng Việt anh em ạ. Bản thân mình thì mình chưa nghiên cứu, bởi vì hôm nay mình mới đem ra mình sử dụng thôi. Mấy anh em mua máy của mình cũng yêu cầu mình tìm hiểu chạy tiếng Việt, và chiếc máy này mình mở ra mình nghiên cứu và chạy tiếng Việt luôn. Chiếc máy này thì hiện tại nhược điểm là chưa có tiếng Việt anh em nhé. Bản này là bản nội địa ở Trung Quốc mà, giá hiện tại bên mình đang bán chỉ loanh quanh 6 triệu thôi, và nó rất là đầy đủ chức năng luôn. Mình thích nhất ở cái hồng ngoại này, nó có cổng hồng ngoại để điều khiển tivi này đó, và chơi game thì tương đối tuyệt vời. Mình chơi thử trong ngày hôm nay, mình cài nhiều game và mình chơi tương đối là tuyệt vời. Bây giờ mình sẽ chơi thử cái game anh em hay chơi nhất là game PUBG nhá, để xem ở cái mức độ mình chỉnh mắc lên xem nó có bị giật hay lag gì không. Thì hôm trước mình có chơi game trên chiếc Realme X Lite ấy, thì mình đã cài mình chạy ra nhiệm, mình cài nhiều ứng dụng và chiếc máy đó là RAM 4GB thôi, thì nó có giật lag đôi chút. Còn bây giờ mình cài trên chiếc này thì nó là chip Snapdragon 730 và RAM của nó là 6GB, thế là xem nó có bị giật lag hay không nhá. Trên chiếc 18SE cũng là cấu hình RAM 6GB nhưng chỉ chip 710 thôi thì chưa hoàn toàn ok hết, hoàn toàn mượt mà, bởi vì phần mềm của Xiaomi nó làm quá tuyệt vời luôn, đúng không anh em? Thì bây giờ mình thử chơi trên chiếc máy này xem là như nào. PUBG mình cũng chưa chơi đâu. Đấy, bây giờ máy vẫn đang lót lại từ đầu anh em nhá. Anh em kiên nhẫn và chờ đợi cùng mình. Thích nhất là màn hình rất là đẹp và cầm máy nó rất là nhỏ gọn luôn. Rất là vừa vặn, và nhược điểm là hơi nóng. Nhược điểm mình lại nói lại là nhược điểm nó hơi nóng anh em nhé, nó phát ra lưng này nó hơi nóng, nhưng không sao cả, đúng không? Đó, anh em chờ cùng mình. Đây anh em này, mình sẽ chỉnh cấu hình cao nhất xem máy này nó sẽ được như thế nào nhá. Vì bản thân máy này nó chưa có tiếng Việt, thành ra trong game PUBG nó sẽ không nhận dạng được tiếng Việt anh em nhé. Đấy, nhưng không sao cả, dùng tiếng Anh vẫn được. Thì máy này anh em không thể chỉnh lên HDR được. HDR thì chỉ có chip Snapdragon 845 mà Snapdragon 855 mới chỉnh được thôi anh em ạ. Và trên chiếc máy này thì anh em không chỉnh được nhá. Đó, anh em vẫn chỉnh được chế độ quét hình cao này, và mình sẽ chỉnh chế độ phim này, và mình sẽ tiếp tục. Ok, bây giờ mình sẽ vào game luôn. Âm thanh trên máy này rất to, rất sống động, nhưng mà nó chỉ phát trên một loa thôi. Âm thanh chơi game trên máy này thì mình thấy tốt hơn của 18SE. Trên chiếc K20 thực tế là mình chưa chơi thử là mình chưa biết. Chút nữa mình sẽ chơi trên chiếc K20 Pro này xem thế nào. Đó, chip 855 đây. Mình đang đào đây anh em này. Đó. Đấy, vào game không hề mưa giật tí nào anh em ạ. Đó, anh em nhìn nào. Chơi rất mượt luôn, chưa giật tí nào. Hôm trước thì chơi con Realme X Lite thì vào chỗ này nó hơi giật một tí này. Nhưng chiếc này nó không giật này. Đấy, và đa nhiệm vẫn là nhiều anh em nhá. Mạng thì nhà mình hơi chậm. Đó. Rồi, bay rồi. Âm thanh rất sống động luôn. Và mình có chơi với lại một bạn người Việt Nam và hai bạn có lẽ là người Trung Quốc. Ok, kích hoạt âm thanh. Alo, alo. Nào, nào. Alo, alo. Hello, hello, hello. Enemies ahead. Stay alert. Gọi, mở rồi. Đó, anh em thấy không? Rất là mượt nha. I got supplies. Âm thanh cực kỳ sống động luôn. Để anh khu một cái cho ta. Ôi, có địch đang chạy vào nhà rồi.
Ok ok ông kia đâu? Giết luôn. Không khéo nó giết mình trước. Mình chơi game này rất là gà luôn. Đó là hình ảnh đồ họa cực kỳ đẹp luôn để đăng ra. Ok ok. Rồi nhìn cái bước chân này. Ngon. Không có lời xin à. Thôi thì giết tạm vậy. Đó anh em thấy không, chơi rất là mượt luôn đúng không? Chơi tuyệt vời luôn đấy. Thôi chạy bò chạy bò. Ok ok mình thấy bấm sau lưng rồi. Trước này Revo Z6 này nhược điểm là chơi nó bị nóng vào sau lưng anh ạ. Đây này. Mình mở ra nhá. Nó nóng nóng ở khu vực này. Nó hơi ấm. Cái video việc này ở trên Xiaomi không hề bị luôn nhá. Nhưng mà trước đây Revo Z6 thì mình thấy hơi ấm ở chỗ này. Đó, đó là chỉ là nhược điểm của nó chỉ là như thế thôi. Anh em ạ, còn lại là tất cả đều chơi ok hết, màn hình rất là đẹp, đúng không? Chơi game chiếc máy này thì không còn gì bằng. Đây nóng nóng ở khu vực này rất là nóng anh em ạ. Thôi mình chỉ trải nghiệm game sơ sơ như vậy thôi nhá. Mình sẽ sớm làm clip so sánh thử với chiếc K20 thế nào, anh em sẽ so sánh tốc độ xem như nào nhá. Tạm biệt anh em, cảm ơn anh em đã xem clip.